Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. Các doanh nghiệp phải nhìn nhận để sửa đổi về quy hoạch, tạo công ăn việc làm, cơ cấu lại phân khúc để người nghèo, người có thu nhập trung bình sớm có cơ hội mua nhà. Thủ tướng Chính phủ cũng đã có những chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu các bộ ngành, các địa phương cùng vào cuộc để tháo gỡ những nút thắt, giải quyết những khó khăn trước mắt và hoạch định chiến lược dài hơi cho nhà ở xã hội. Tạo điều kiện để phát triển nhà ở xã hội là vấn đề trọng tâm, vừa giải quyết khó khăn về chỗ ở cho người dân, vừa giúp thị trường bất động sản cân bằng, phát triển lành mạnh. Phân khúc nhà ở giá rẻ và nhà ở xã hội đang thiếu hụt nguồn cung trầm trọng. Báo cáo của Bộ Xây dựng cho thấy năm 2022, cả nước có 682 dự án với 301.967 căn hộ. Dự án nhà ở xã hội có 150 dự án, 19.967 căn hộ. Theo số liệu thống kê của Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2020, nhà ở vừa túi tiền chiếm 1%. Năm 2021-2022, nhà ở vừa túi tiền chiếm 0%. Tình hình thị trường bất động sản ra khó khăn là mất cân đối cung cầu. Thì trong cái mất cân đối cung cầu này, chúng ta thấy đối với Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2017 đến nay là số lượng nhà đưa ra thị trường là giảm liên tục. Năm 2017, số lượng đưa ra thị trường là gần 43.000 căn, mỗi năm giảm khoảng 30%. Và đến năm 2021 thì số lượng nhà ở đưa ra thị trường Thành phố Hồ Chí Minh chỉ còn có 13.000 căn. Năm 2022 thì số lượng đưa ra chỉ có hơn 12.000 căn. Như vậy giảm liên tục và lại có tình trạng lệch pha cung cầu, lệch pha cơ cấu của sản phẩm. Như vậy là cơ cấu sản phẩm là hiện nay theo báo cáo của Sở Xây dựng thì là nhà ở cao cấp chiếm 78,2%. Như vậy còn lại là 22% là nhà ở trung cấp, không có một căn nhà nào vừa túi tiền hết. Các cái chính sách đang làm cho hàng nghìn dự án phải dừng lại, không được kích hoạt để đưa nguồn cung vào thị trường. Trong đó có khá nhiều dự án là phù hợp với nhu cầu xã hội thì thúc đẩy cho nó ra hàng với thị trường. Rồi chúng ta điều hành thế nào đó để chúng ta khuyến khích và kích thích phát triển những cái sản phẩm phù hợp với người dân. Ví dụ như nhà ở giá rẻ, nhà ở bình dân, nhà ở xã hội. Trong 10 năm vừa qua, quỹ đất dành cho nhà ở xã hội đã được quy hoạch với tỷ lệ 20% trong các dự án nhà ở thương mại. Nhưng ngay cả khi quỹ đất có thể nhìn thấy một cách khá rõ ràng, thì các quy định cũng vẫn còn rất phức tạp. Chủ đầu tư muốn làm nhà ở xã hội trong dự án nhà ở thương mại của mình sẽ lại phải lập một dự án mới. Đây là quy định khiến cho doanh nghiệp rất tốn thời gian cho thủ tục hành chính. Đã khó lại nhiều ràng buộc nên khi thị trường bất động sản thuận lợi, rất ít doanh nghiệp ngó ngàng đến miếng xương là nhà ở xã hội. Làm nhà xã hội lợi nhuận thì thấp, điều kiện thì khó khăn. Thế nhưng để phát triển được ra một dự án nhà xã hội thì lại mất thời gian hơn rất nhiều so với cả làm một cái dự án nhà ở thương mại. Nguồn cung cho cái bất động sản nhà xã hội thì thực tế là rất khó khăn. Khó khăn bởi mấy yếu tố. Thứ nhất là cái đất, để tiếp cận được nguồn đất đai từ cái nguồn đất cho nhà xã hội rất là khó khăn. Cái vấn đề thứ hai là cái chi phí thì chúng ta biết trong 2 đến 3 năm vừa rồi chi phí xây dựng tăng rất là cao. Cái vấn đề khó khăn thứ ba là cái giá để áp đặt về cái giá bán đối với nhà xã hội thì hiện tại đang được khống chế, mà giá thì hiện tại là đang cái giá của 3 năm trước. Từ tháng 10 năm 2021 khi mà nghị định 49 và thông tư 19 của Bộ Xây dựng có hiệu lực thì cái việc siết cái đầu vào, có nghĩa siết các cái đối tượng được mua nhà ở xã hội đã ở một mức độ cao hơn. Ngày trước có thể là chủ doanh nghiệp tự xác định cho nhân viên mình là chưa có nhà, nhưng bây giờ tất cả những cái vấn đề mà xác định chưa có nhà ở thuộc sở hữu của hộ gia đình đều phải qua cái chính quyền cấp phường, cấp xã và sau đó phải thẩm định lại ở cấp huyện và các cái sở tài nguyên môi trường để chắc chắn là người đó chưa có được sở hữu nhà ở. Vấn đề ở chỗ chính sách phát triển nhà ở xã hội xác định đối tượng được thụ hưởng đang nhìn từ hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi đó, định hướng phát triển kinh tế, chính sách thu hút người lao động của 63 tỉnh thành lại có những điểm khác biệt. Ở nhiều địa phương, đối tượng được mua nhà ở xã hội không có nhu cầu, nhưng người lao động từ nơi khác đến lại rất mong mỏi.
Đây là vấn đề mà doanh nghiệp làm nhà ở xã hội rất trăn trở khi thực hiện dự án tại nhiều địa phương. Nhu cầu nhà ở xã hội ở các cái tỉnh mà chưa phát triển, chuẩn bị phát triển thì đang chưa cao lắm, bởi vì chúng ta đang bị hạn chế. Có nghĩa là rất nhiều người muốn mua thì lại không mua được. Và rất nhiều người, những cái đối tượng mà đi khảo sát ấy, tưởng như là họ muốn mua thì họ lại không mua. Theo thống kê của một doanh nghiệp thì có tới hơn 90% trường hợp tiếp cận với các dự án nhà ở xã hội có nhu cầu, mong muốn tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi. Nhưng để vay vốn không dễ bởi những quy định hết sức vô lý. Đơn cử như vướng mắc được tạo ra bởi thuật ngữ hộ gia đình. Chỉ cần ở trong một hộ gia đình, bất kể là ông bà, bố mẹ hay thậm chí chị dâu, anh rể mà có thu nhập cao hơn mức quy định, có nghĩa là phải nộp thuế thu nhập cá nhân, thì cá nhân mua nhà ở xã hội sẽ không được vay vốn ưu đãi. Gói tín dụng 120.000 tỷ mới được Ngân hàng Nhà nước đưa ra đang được kỳ vọng sẽ trở thành cứu cánh cho nhà ở xã hội trong bối cảnh nguồn vốn khó khăn. Bốn ngân hàng thương mại nhà nước đã thống nhất dành một gói tín dụng cho phân khúc nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trị giá 120.000 tỷ với lãi suất thấp hơn từ 1,5 đến 2% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng trên thị trường trong từng thời kỳ. Gói hỗ trợ này dành cho cả các chủ đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội và người mua nhà. Tín dụng định hướng năm nay chúng tôi đưa ra định hướng tín dụng là 14-15% và cao hơn mức là 14-17% của năm ngoái. Đối với kiến nghị của Bộ Xây dựng về cái gói tín dụng là 110.000 tỷ đồng cho xây dựng cái dự án nhà ở xã hội và nhà ở công nhân, thì về phía Ngân hàng Nhà nước thấy rằng có một cái gói tín dụng riêng cho cái lĩnh vực này thì cũng là cần thiết để mà tăng cung nhà ở xã hội, để cũng giúp là làm giảm mất cân đối với thị trường bất động sản. Tuy nhiên, cái khó không chỉ là thiếu vốn, cần sớm tháo gỡ những vướng mắc pháp lý, hiện thực hóa những chính sách nhằm khuyến khích doanh nghiệp tham gia xây dựng nhà ở xã hội. Theo tiến sĩ Cấn Văn Lực, liên quan đến nhà ở xã hội có một số vấn đề quan trọng tác động. Một là về mặt cơ chế chính sách chưa được rõ ràng. Hai là sự vào cuộc của chính quyền địa phương, kể cả các bộ ngành, chưa quyết liệt. Khi thiếu sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của người đứng đầu địa phương thì doanh nghiệp làm gì cũng khó. Giải phóng mặt bằng khó khăn, chủ trương chính sách là tạo điều kiện cho doanh nghiệp, thế nhưng thủ tục hành chính như ma trận, kể cả trong việc lập phê duyệt dự án cũng như thụ hưởng ưu đãi. Nhà ở phù hợp với thu nhập của người dân, tôi nghĩ rằng vẫn là một cái phân khúc mà nó rất nhiều tiềm năng, bởi vì ở đó là nó vẫn còn thiếu nguồn cung, vẫn có cái nhu cầu thực. Và cái cuối cùng là nhà ở xã hội thì cũng vẫn là một cái kênh rất là cần thiết cho đối tượng thu nhập thấp và trung bình của chúng ta. Tuy nhiên, với nhà ở xã hội, tôi vẫn mong muốn là chính phủ sẽ có cái chỉ đạo để chúng ta làm rõ hơn về mặt cơ chế chính sách từ phía Đảng, Nhà nước, rồi bản thân doanh nghiệp cần phải làm gì. Chúng ta phải có những cái chính sách khuyến khích để cho các chủ đầu tư họ phải có những sự lựa chọn. Nếu họ lựa chọn sản xuất các cái loại sản phẩm cao cấp không phù hợp nhu cầu thị trường thì chắc chắn trong bối cảnh khó này người ta sẽ không thực hiện. Nhưng nếu chúng ta lại có những cái chính sách, chúng tôi sẽ có những cái khuyến khích này, chúng tôi có những ưu đãi này, chúng tôi sẽ có cải thiện nguồn vốn cho các anh này, thì chúng tôi nghĩ rằng là khi đó các chủ tư người ta sẽ lựa chọn giống như năm 2013, khi đó là rất nhiều nhà ở thương mại đã chuyển thành nhà ở xã hội và thị trường nó lại có những cái giao dịch và đúng là nó kích hoạt mọi hoạt động kinh tế của thị trường. Thì chúng tôi nghĩ rằng là bây giờ cũng vậy, thì các chính sách cần phải hướng đến sự khuyến khích thì lúc đấy các nhà phát triển người ta mới có thể tham gia. Vừa qua thì thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thì chúng tôi cũng đã tham mưu và đã sửa đổi các cái nội dung liên quan đến cái nghị định 100, nghị định 49. Đấy, liên quan đến vấn đề là giao đất, rồi là lựa chọn chủ đầu tư, rồi một số vấn đề chính sách liên quan đến ưu đãi trong hoạt động đầu tư, rồi một số các cái nội dung liên quan đến cái đối tượng được thụ hưởng. Đấy, và những cái vấn đề nội dung liên quan đến các cái ưu đãi về vay vốn để đầu tư xây dựng, cũng như là vay vốn cho cái người mà đối tượng được mua nhà xã hội được thụ hưởng,
thì những cái vấn đề này thì cũng đã được bước đầu là được tháo gỡ. Liên quan đến vấn đề xét duyệt đối tượng, nhiều ý kiến cho rằng không nên siết vấn đề hộ khẩu, hộ tịch. Có như vậy thì mới đáp ứng được yêu cầu thu hút nhân lực của các địa phương, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, đồng thời phát triển được phân khúc nhà ở xã hội tại các đô thị nhỏ, khu vực mới bước vào chu trình đô thị hóa. Theo số liệu về nhu cầu được các địa phương tổng hợp, từ nay đến năm 2030 là 2,4 triệu căn hộ nhà ở xã hội, phân thành hai giai đoạn. Từ nay đến năm 2025, cần phải đầu tư 571.000 căn hộ. Giai đoạn từ năm 2025 đến năm 2030, đầu tư khoảng 845.000 căn hộ. Hiện cả nước có 401 dự án nhà ở xã hội, với tổng số là 454.300 căn hộ. Từ nay đến năm 2025, để đáp ứng mục tiêu, cần khoảng 200.000 căn hộ. Giai đoạn đến năm 2030 khá áp lực, với mục tiêu hơn 800.000 căn hộ. Thủ tướng Chính phủ cũng đã giao Bộ Xây dựng chủ trì xây dựng đề án đầu tư, xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho công nhân, người có thu nhập thấp trong giai đoạn từ nay tới năm 2030. Các doanh nghiệp sẽ không mặn mà gì làm chuyện này cả. Do vậy nó đòi hỏi chúng ta phải có được một cái lượng tiền đủ lớn để tạo các cái nguồn vốn cho doanh nghiệp, sử dụng các cái nguồn vốn đó với cái vốn vay lãi suất thật ưu đãi thì người ta mới sẵn sàng đầu tư vào cái lĩnh vực nhà ở cho người thu nhập thấp và có cái giá rẻ. Tất nhiên mới chỉ tiền không vẫn chưa đủ vì còn rất nhiều các cái điều kiện khác. Chúng ta thấy rằng hiện nay cái khó khăn của thị trường bất động sản ấy, nó không chỉ ở cái chuyện là nguồn tài chính mà còn một cái vướng mắc thứ hai rất lớn, đấy chính là khó khăn về mặt pháp lý. Rất nhiều cái dự án bất động sản có nhà đầu tư có tiền nhưng không triển khai được. Trong đó có những vấn đề rất là căn bản, đó là vấn đề là dành quỹ đất để xây dựng nhà xã hội. Thì chúng ta biết rồi, trong thời gian vừa qua đây là vấn đề lớn. Nếu như trước đây chúng ta chỉ có dành 20% quỹ đất trong các dự án nhà thương mại để đầu tư xây dựng nhà xã hội, thì như vậy thì rõ ràng tự nhiên chúng ta lại hạn chế cái quỹ đất để đầu tư phát triển nhà xã hội, trong khi nhu cầu về nhà xã hội thì rất lớn. Khâu quy hoạch và quỹ đất là những cái thứ mà doanh nghiệp rất là cần. Thế thì tôi ngoài ra thì cũng phải cho doanh nghiệp với thị trường tự quyết định cái mức giá nó phù hợp với cái khả năng chi trả của người dân, cũng như là phù hợp với cái chi phí, với cái gọi là doanh thu, cái thu nhập mà doanh nghiệp có thể xứng đáng được hưởng theo cái phân khúc này. Việc dành quỹ đất cho nhà ở xã hội là thẩm quyền và trách nhiệm của nhà nước. Vì vậy, Bộ Xây dựng đã đề xuất Chính phủ và Quốc hội sửa đổi luật nhà ở theo hướng giao cho chính quyền địa phương trong quá trình lập quy hoạch phải bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội đáp ứng nhu cầu nhà ở tại địa phương mình. Như vậy sẽ mở ra nguồn lực về đất đai để đầu tư phát triển phân khúc này trong thời gian tới. Việc lựa chọn chủ đầu tư cũng sẽ được quy định theo hướng đơn giản hơn về thủ tục, đồng bộ với chính sách miễn tiền sử dụng đất sẽ giảm bớt các thủ tục đấu giá, đấu thầu. Một số nguyên đoạn mà nó làm cho nó vướng mắc ưu đãi thì chúng tôi cũng đã xử lý để làm sao khi mà xác định được cái giá bán cho nhà xã hội nó đơn giản nhất mà cũng giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước, các địa phương thuận lợi nhất để xác định giá bán nhà xã hội nhanh nhất. Đây là câu chuyện mà nhiều chủ đầu tư trong thời gian vừa qua là khi mà xây xong để xác định giá để được bán thì các địa phương cũng gặp những cái khó khăn nhất định. Có thể ví gói tín dụng 120.000 tỷ mới là một bàn tay. Để gỡ rối cho nhà ở xã hội, cần thêm nhiều bàn tay góp sức. Cần sớm tháo gỡ những vướng mắc pháp lý, hiện thực hóa những chính sách chủ trương nhằm khuyến khích doanh nghiệp tham gia xây dựng nhà ở xã hội. Với nhiều động thái quyết liệt từ chính phủ và các bộ ngành, môi trường đầu tư đối với phân khúc này sẽ được cải thiện, tạo điều kiện thúc đẩy doanh nghiệp tham gia đầu tư.